Hello everybody, welcome to Health Vượt Là Tê. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health Vượt Là Tê. Hôm nay chúng ta đến với con game kho báu huyền thoại, con game thần thú đại chiến. Ok. Hôm nay nhiều anh em chắc là hỏi mấy cái bản này nhiều lắm phải không? Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với một bản ha. Bản này thì hồi tối vô tình bạn Nguyễn Dung gì đó có nhắn tin nói là cái bản này up bên chơi là được rồi nha các bạn. Là cái bản này là cái bản mà phi cực khủng với là vision mới nhất đó các bạn. Ba con SS đó, ba con SS cộng chứ. Ok, bây giờ phải đăng ký tài khoản ha. Con này thì đăng ký tài khoản ở trên web, ở trên cái trình duyệt á. Đấy, đây là cái đăng ký tài khoản của em nó. Đó, các bạn nhìn thấy quen không? Đó, đúng rồi, nó đó. Nó đó các bạn à. Tài khoản, ví dụ tài khoản game. Mật khẩu 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Ok ha. Rồi nhập ở đây là nhập bất cứ thứ gì cũng được. Ok. Rồi đăng ký tài khoản. Đó, vậy là thành công. Đăng ký vô rồi đúng không? Đó. Rồi ở đây thì thôi để đây luôn đi. Giờ chúng ta vô game ha. Tài khoản game phải không? Về ví dụ tài khoản game, ví dụ tài khoản game 1 2 3 4 5 6. Vô game, vô game. Đó, server mới nhất là server 11 hả? Về vô thôi. Ủa, server mới nhất là server 11. Vậy có gì nào là cái server ngày xưa không ta? Là hôm bữa nó ngưng xong rồi cuối cùng rồi nó quay lại không? Đây, thì con này nó không yêu cầu chúng ta phải chạy nhiệm vụ tân thủ gì hết nha các bạn. Vô là chơi luôn, không cần phải chạy gì hết. Đây, đó. Vô là chơi luôn. Đó. Rồi. Giờ nhận quà luôn, không phải chạy bất cứ cái nhiệm vụ nhiệm nhét gì hết các bạn. Bản này là quay thường mà vẫn ra được tướng VIP luôn ha. Đó. Lên 10.000 kim cương. Ok. VIP 18 luôn nha các bạn. Wow. Hình như trước đâu có được VIP 18 đâu ta. Nay được VIP 18 luôn. Oh. Rồi đi lượn một vòng cái nha. Rồi. Đây. Cái này là heo khá là hit của game này. Đó. Hình như nhớ không lầm là cái bản này là đúng rồi, đó. Mua thể lực cực kỳ nhiều nha các bạn. Một lần mua là đó, ồ, gần 900. Đó, một lần mua là 480. Đó, 5 lần đầu là được nhân 2. Đấy. Ủa nhưng mà sao server này nó vắng hoe vậy? Không có cái event gì cả. Nó phải có event chứ. Event quay tướng. À, chưa đủ level. Rồi ok, bây giờ chúng ta phải tự hân vận động ha. Tự hân vận động cho nó lên đủ level cái đã. Để chạy cho nó lên level tí. À đây đủ ngày đủ tháng thì được 3.000 rồi nữa nè. Rồi chưa mở được cái nhiệm vụ hàng ngày nữa. Ok, để tí chạy nhiệm vụ tân thủ cái đã. Nhưng mà trước tiên thì nên vô mua. Wow, online hàng ngày nè, nhận quá trời danh hiệu rồi khung chat đồ này nọ luôn hả. Trước tiên thì heo nghĩ là chúng ta sẽ vào mua quà VIP. Nhưng mà 10.000 thì mua được cái gì đây trời. À đây nè, đây nè. Mua được một con miêu trụ chạy nhiệm vụ cho nó nhanh nha. Đấy. Rồi có Mewtwo rồi, bây giờ heo sẽ đi chạy nhiệm vụ tân thủ. Bỏ qua khúc này cái đi. Ugh.
Rồi lên được level 10 ha. Và cái mà Heo quan tâm là cái game này nó không có yêu cầu chúng ta phải chạy nhiệm vụ tân thủ các bạn à, nên là khỏe lắm. Rồi chúng ta còn mấy ngàn thể lực, 5000 mấy đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ nhận hết cái đống này luôn ha. Yên tâm, chúng ta sẽ farm hết cái thể lực luôn. Rồi mua thêm nữa để cho nó lên đủ cái level cần thiết. Bởi vì sao? Ở ngoài này nè, đâu rồi. Trước tiên thì chúng ta sẽ chọn cái server của mình ha. Chọn cái khu vực nè. Đó, các bạn là 11, chúng ta chọn 11. Rồi, đó, đủ level. Đó, 40 thì chúng ta mới có thể điểm danh trên web. Ok, hướng dẫn cặn kẽ vậy luôn mà. Ông nào đi hỏi lại là lắp lẹ liền cho nhanh. Để chết mà, mua bị dư rồi, dư chưa? Ok, 2008. Rồi, chúng ta cứ... cái này Heo làm video nên là Heo farm như vậy ha. Còn các bạn đừng có farm như vậy, nó gọi là tốn thể lực lắm các bạn à. Các bạn nên cứ chơi bình thường. Đó, rồi... làm nhiệm vụ hàng ngày rồi này nọ rồi. Tại cái này nó có bạn, nó có chế độ nhân 8 sẵn nha các bạn. Các bạn nhân 3 là nó chạy như một cái máy vậy đó. Nên là chúng ta quét phó bản đồ chạy nhiệm vụ đồ rất là nhanh luôn. Nhưng mà con này nếu mà để nạp thì theo khuyên các bạn là không nên nạp ha. Vì trước là nó có một cái vết tì vết khá là to. Đó là nó đã từng bị sập một lần rồi à. Bây giờ mà kêu để mà nạp cái game này thì Heo cũng không có chắc chắn lắm nha các bạn. Rồi em nó đã quay đều. Nhanh quá, làm nhanh quá, em nó đã quay đều rồi. Cứ đó, rồi hết 5 lần kia là mỗi lần mua chúng ta là được 480 thể lực ha. Đó, nhưng mà các bạn cứ yên tâm. Tại vì chúng ta cứ mua hệ lực đi, hệ lực nó cũng không có mắc lắm. Đó. Cái này có điểm danh 7 ngày lận. Mấy ngày sau, ngày 8 ngày với điểm danh 8 ngày. Ngày 4, 5, 6, 7, 8 gì đó là mỗi ngày nhận được cả 100.000 kim cương lận. Là yên tâm. Phiên bản này là một phiên bản mà khá là VIP. Mà lúc mà nó sập thì Heo cũng gọi là khá là tiếc. Đấy, gần được 40 rồi nè. Đó. Mà 40 thì ở ngoài web nó chưa có cập nhật kịp đâu. Đó, nên là các bạn cứ chạy đi. Đấy. Ôi, bắt đầu nó mua thể lực khá là chua lên rồi. Rồi, ok, lên 41 rồi. Bây giờ chúng ta ra đây kiểm tra lại nè. Đó, ở đây thì chưa lên đúng không? Ok, F5 là cái nè. Rồi ok, vẫn chưa lên. Rồi cài nó, để nó tí chừng nào nó lên thì nó tự cập nhật. Bây giờ chúng ta đây. Điểm danh hàng ngày, lộn online hàng ngày thì quà nè ha. Đó, quà thì chắc nó cũng như thường thôi, cũng chả có gì hot. Rồi mấy cái này thì cũng chả có gì nhiều. Ở đây thì có mấy cái event bị vung gì nè. Này là quà leo bờ. Rồi cái vòng vòng kiếm quà đồ thôi chứ đợi từ từ các bạn ơi. Nó có cái event quỷ trưởng thành mà đâu rồi ta? À, đang có event này nữa hả? Ủa mấy cái này là mấy cái gì? Mình kiếm ở đâu? Ok, tấm chứ không biết thì để đây đi. Rồi vô coi nó có quay tướng không? Ôi trời ơi, nó không có quay tướng rồi. Nhưng mà được cái là các bạn nó có tích vòng quay nè, tích vé quay nè, thấy không, thấy vé quay không? Đó, 100 lần được 40 mảnh của Pokemon. Rồi mảnh vạn năng 20 nè ha, 30 nè, 40 nè, đó, cũng y vậy à. Rồi, quay báu vật ở trong này, nó sẽ có random ra được báu vật hoàng kim, báu vật vàng á các bạn. Đó, rồi điểm danh hàng ngày, rồi quà phúc lợi ở đây ra được 1000 nè ha. Đó, 100 mảnh vạn năng. Rồi vé quay đồ, chìa khóa đồ nè. Cái này nâng đồ rồi cho nguyên liệu đồ khá là nhiều. Đó.
Rồi hình như lên level 60 mấy nó mới mở cái auto để cho mà chơi như thế này. Nên là mấy ngày đầu là nên là dồn hết tiền cơ ha. Đó. Có free vé quay nữa nè ha, hộp cơm, rồi mảnh con bách biến ếch cộng nè, rồi ếch nè ha, ếch hai ếch rồi ếch cộng gì đủ thứ hết đó. Đó, nhiều lắm nhiều lắm. Rất là nhiều. Này gì đây? Ngàn rưỡi nè. Mảnh vạn năng nè ha. Rồi đây không biết nó cập nhật chưa ta. Đó, bạn đã nhận được 170 này, 175 174 kim cương. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào đây. Đăng nhập liên tục từ thứ ba từ trên xuống đúng không? Cứ để đó đi. À thôi nó lụm luôn đi. Rồi, đây, đăng nhập ngày thứ nhất chúng ta sẽ nhận được đá ma thuật rồi bạc rồi nói chung là được rất là nhiều ha, mảnh ghét cô ga rồi nè, kim cương nè ha. Rồi đá tiềm năng, sabo, sabi gì nè. Rồi đá, rồi mảnh vạn năng đây. 100.000 nè ha, 100.000 kim cương nè, ngày thứ 5 nè. Đó, kim cương ngày thứ 4 nè, 100.000 nè. Ngày thứ 3 nè, là cũng đã 100.000 rồi nè. Ngày thứ 2 là 50.000 nè. Ngày thứ nhất là... đâu rồi? Ngày thứ nhất không có kim cương, đậu xanh nữa. Rồi, nhận quà ha. Đây, ngày thứ 8, ngày thứ 9, rồi ngày thứ 10 rồi luôn nè. Đó. Ồ, ngày thứ 10 là 400.000 kim cương. Đó. Pokemon đồ nhiều lắm trong này các bạn. Skin, scan gì. Rồi, đây. Tiếp tục, chúng ta sẽ nhận... này mua không nhân dân tệ hả? Không biết. Rút thăm trúng hưởng, chúng ta vô đây nè ha. Hàng thứ 5 từ trên xuống. Rồi, đây. Mỗi lần tiêu hao là 50.000 là 50 kim cương. Kim cương cái phần mà hồi nãy chúng ta lụm về á. Đó, chúng ta điệp danh á. Rồi. Nó sẽ 170 là chúng ta sẽ được 3 lần. Đó, 150. Đây. Cái gì các cảnh nguy hiểm. Ok, tiếp luôn. Tiếp luôn các bạn gì ơi. Mua được 3 lần quay luôn nha. Trời ơi, được 200 ông nội ơi. Blue chip chán gì đâu á. Quay mạnh mạnh nè, đó đúng rồi, quay mạnh lên. Cái gì đó ngon hơn coi. Rồi, 100 gì đây. Trời ơi, phần thám hiểm cái này như shit. Rồi hết, còn có 24 mà. Đó, các bạn có thể tích cái này nhiều nhiều ha. Rồi chúng ta quay luôn một lần cũng được. Rồi. Ok. Nó bấm không được, quay lại cái trang đầu đi. Để giờ rồi, đây bấm vào đây, thấy cái hộp hư không? Hộp đầy vàng như nè, hộp hư á, hàng thứ 2 từ dưới lên. Nếu các bạn không xài Google Chrome để dịch. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhận quà. Đó, bấm vào đây. Đó, mấy cái 200, 100 và 300 này là mấy cái phần mà hồi nãy chúng ta quay á. Đó, quay vòng quay á. Đó, được quà. Rồi cái cuối này là cái phần quà điểm danh 5 ngày gì 10 ngày. Đấy, nhận quà nè ha. Bởi vì ta nói hồi nãy mà cái này tạm. Ráng ngày chơi ngày thứ nhất rồi qua ngày thứ 2, thứ 3 thì nó sẽ đỡ hơn các bạn à. Đấy, ngày thứ nhất vô cũng phải chạy hết cái thời gian thời khóa biểu này nọ thôi, hết thể lực thôi chứ cũng chả có gì ngon. Rồi đấy, đây quà nè ha, quà đăng nhập ngày thứ nhất nè, chả có gì luôn. Trời ơi, nhìn xu ghê không, không đủ để mua quà tiếp theo luôn. Nhưng mà kệ nó, các bạn cứ chạy chạy theo. Qua ngày thứ hai là được 50.000 rồi, để mua được quà VIP rồi. Và mỗi ngày thì nhận quà miễn phí ở trong này nè. Đó. Được vé quay báo vật đồ nè. Đó, với lại quay tướng đồ nè. Quay ở đây thì có cơ hội ra được tướng ếch nha các bạn. Ếch cộng chứ, đúng rồi, ếch cộng. Đó.
Rồi, như shit rồi, không thấy con ếch luôn rồi, chứ ếch cộng đâu ra. Ok, 30 thì sẽ mở được cái này. Rồi, quay. Quay báu vật, có cơ hội là sẽ ra được báu vật hoàng kim ha. Nhưng cũng hên xui lắm nha. Có khi quay cả chục cái méo ra được cái hoàng kim đâu cả. Đó, ví dụ như lần này Xu thôi. May mắn thì nói làm gì. Đây, quỷ trưởng thành, bỏ 1000 ra, nhận lại quà. 40 thì để coi. Ngày thứ nhất hình như lên đâu đó, nếu mà ăn hết thể lực đồ này nọ thì chắc cũng không có nhiều đâu các bạn. Nó không cho chúng ta mà quét phó bạn nhiều đâu. Quét một đến một cái giới hạn nào đó thôi. Ồ, lời được 6000. Đó, nãy 4000, giờ lên 6000, lời coi. Lời rồi, còn cái này event, sự kiện còn có 5 tiếng à. Sự kiện 5 tiếng à. Đó. Rồi rất nhiều ha, nhưng mà cứ để kim cương đi qua ngày 2 thì chúng ta sẽ có cái phần để mà xài thôi. Còn ngày 1 thì nó chả có gì để xài trong này cả các bạn. Ngày 1 các bạn cứ vô và chăm chăm vô cái việc là chạy cái nhiệm vụ tân hữu cho heo. Rồi đây nè. Rồi nói có sách, mắt là phải có chứng. Đây. Rồi nè, chạy cực kỳ nhanh luôn. Qua đây. Đó, nhân 2 nè. Nhân 3 nè. Đó, nhân 3 nè. Đó. Rồi nhân 1 nè, chạy bình thường nè ha. Rồi nhân 3 nè. Đó. Các bạn cứ lượm con này và chạy mát hết cho heo. Ngày thứ 2 nè. Đó. Rồi nhớ nha, nhớ vào đây mà để nhận quà ha. Đó, ngày thứ 2 kim cương nè, 50.000 nè. Rồi đá nỗ lực, rồi bông, rồi đá cường hóa, rồi rất nhiều ha. Đó, ngày thứ 3 là được 100, ngày thứ 4 là 100. Đâu, ở đây có một không? Ủa, đây méo có thấy một. Ở đây không thấy luôn. Nhưng ở đây được 400. Đó, rất nhiều kim cương. Đấy. Và nhớ thì mỗi ngày vô thì nhớ điểm danh đây ha. Đó, điểm danh thì mua được quà và là mua được phòng quay ha. Rồi, ok, thì con này chỉ vậy thôi. Đó, ngày thứ nhất thì mới vô thì cũng chả có gì mà để khoe hả. Vật bình thường thôi. Còn cái này thì nếu có cái vòng quay. Ồ, tỷ lệ quay cũng hôm đó. Ý, chứ tốn 160 để đi mua mấy thứ này. Ok, rồi, đó là tất cả. Quên, để coi cái quà đấu trường 500. Cái điểm hưởng cũng không có gì ngon các bạn, cũng bình thường hả. Shop thì bán cũng vậy luôn. Shop bán chưa đủ level thì nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi, không có gì hơn. Xếp hạng đâu rồi, đây. Đó. Không biết server này ra mấy ngày mà coi nè. Ôi ủa, lụm ở đâu ra được skin của con Raudon vậy trời. Này là skin Raudon máy móc nè. Ôi ôi, rất ư là hợp ngon nha. Ok, rồi anh em nào có chơi thì kéo xuống phần mô tả và tải về ha. Và nhớ cái phần link này chỉ bấm vào được ở trên điện thoại hoặc giả lập thôi. Không bấm được ở trên trình duyệt web nha. Đó, ở lòng trên PC nha, các bạn chú ý nha. Rồi, ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha các bạn. Ok, bye bye. Bây giờ là chỉ đi đánh bố bản thôi chứ còn gì nữa đâu.